Đây là một phòng vệ sinh trong gói thông dụng nha các bạn. Đây trong gói thông dụng thì mình có đây cái gương, gương thực tế. Đây kệ, kệ để bàn chải đánh răng, kem đánh răng hay mấy đồ lặt vặt. Đây là cái lavabo, lavabo thương hiệu Inax. Đây, đây là vòi lavabo. Bồn cầu. Này kệ treo khăn inox 304. Cái căn phòng vệ sinh này thì thi công nó chưa có hoàn thiện. Này còn trả thêm ron nữa. Nhà này chuẩn bị bàn giao thôi. Đây đây là cây vòi sen. Này nó dính sơn rồi, khi bàn giao mình sẽ lau chùi vệ sinh sạch sẽ hết nha. Đây là cửa nhựa da gỗ. Đó. Đây, còn đây là mẫu gạch chúng ta xài. Chúng ta có thể chọn riêng một màu này cũng được, hoặc là một màu trắng này cũng được. Còn chúng ta chọn có gạch viền thì đây là nguyên trọn bộ của nó. Này thì đang thi công mình chưa có vệ sinh vậy nghe, cho nên gạch nó còn dơ dữ lắm. Đây chúng ta sẽ dùng cái cửa phía ngoài, cửa gỗ phía ngoài. Đó, ở ngoài thì nó đẹp hơn, tại nó đóng được cái viền này, cái viền này. Cái chỉ nẹp tường thì nhìn nó đẹp hơn. Còn phía trong mình chưa thi công. Đó, cửa phòng vệ sinh thì mình dùng cái khóa này.